Đó, cô chú ơi, chị đang cơm nè. Ăn đây con, tự ăn đi con. Cây này lớn rồi, tự ăn được rồi. Gì, cái gì dữ vậy? Gì ăn miếng bự dữ hả? À? Nhỏ nhỏ thôi. Nó kỳ á. Ăn xong cái nó đòi đi ra liền. Con nó kỳ, nó hư dễ sợ luôn á. Khoái ăn cơm à, không còn khoái ăn gì hết, khoái ăn cơm. Nãy giờ đổi hai món rồi đó, một món là nuôi với lại món ấy, mà không chịu thấy cơm ra là chỉ liền, nó còn chỉ vô còn nói ngon nữa chứ. Đúng là dân Việt Nam mà cô chú hả. Ăn cái thèm không, giỏi quá, giờ để cho tự ăn luôn chứ đút điếng gì nữa, lớn rồi. Ôi con dễ thương. Ngon con? Ngon không? Mới ngủ dậy ăn nên là cái đầu tóc hơi bị đầu tóc rối nha cô chú. Cơm miếng cơm dính nữa là phải. Để mày lấy cho con cái muỗng à, thắp thắp chút. Cái này có dễ hơn không? Cái này nó có dễ hơn. Thank you. Say thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Mình lớn rồi thì mình phải tự ăn chứ con. Mẹ rót cho con miếng nước nha. Dạ đi con. Dạ đi. Con nói mẹ. Nước. 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 Thank you. Thank you. À. Đúng rồi, giỏi quá. Đã không? Đã không? Đã. Đã. Cái gì múc cũng được gì nha. Ta. Không á. Đó, thấy chưa? Thấy chưa? Lụm vô, đúng rồi, hốt. Thành ra không? Giỏi lắm á cô chú ơi. Em vậy em dạo này là em là tự lập rồi. Cuộc sống của em bây giờ là tự lập rồi. Thấy chưa, vừa ăn mà vừa vuốt tóc nó mới ngầu chứ. Dứt cái muỗng mệt quá, tôi lấy tay bóc luôn cho rồi. Lâu quá. Thầy thử coi nó ăn cái chén nó chừng nào của mình, nó chừng nào của nó xong nè. Rồi thôi, rồi bỏ cho nó, giờ bóc luôn rồi đó. Vô đây nổi không? Con cho cô chú ăn không? Cho cô chú ăn miếng đi. Con 1, 2, 3, cheese đi, 1, 2, cheese. Cho cô chú ăn miếng đi, mời cô chú ăn miếng cơm đi. Cháy. Cháy, mời cô chú ăn cơm đi. Không là không á nha, con tham ăn nha. Hả miệng ra, đỏ. Trốt, ui có hả miệng nè. Quá giỏi luôn. Cơm dính miệng nè. Nhưng mặt nhìn muốn dọc thì cái chứ ba. Ăn gần hết cơm đó con chú. Cái xong mà cái mẹ cho ăn sữa chua nha. Ăn xong cái mẹ cho ăn sữa chua, cái xong mẹ cho ăn miếng trái quýt nữa nha, là mình no bụng là xong luôn đó, là buổi sáng là vậy là quá hớp luôn chứ gì nữa. Múc cơm được thôi, lấy tay luôn rồi. Ở đây mày lại mày chuẩn bị sữa chua.
sữa chua hết rồi, bây giờ là chay ăn cái này nè cô chú, phải giấu nó chứ mấy là để nó thấy cái đó là nó nghĩ ăn cơm đó. Yogurt với hummus đó cô chú, bây giờ chay ăn cái bánh nó chấm với lại cái hummus này là không biết sao để giải thích ta, nó cái kiểu hợp chịu thua luôn á. Đây nè, không ăn cái bánh đó thì lấy cái muỗng múc hummus đi. Không ạ. Cái bánh này một cái đặc điểm là nó làm cái bánh mình nó hơi bị cứng. Mà chay mình thì không có thích nhai. Chay là đại kiện nhai. Thấy chưa? Nên nó đâu có cắn cái bánh đâu, thấy không? Còn ăn biết cách ăn lắm chứ mà phải không? Thấy bánh thấy vừa mở ra là lấy cái bánh nó chấm vô thì chứ biết là cái đó để chấm nữa chứ phải. Rất là rành rỗi. Xong cái này cái mẹ cho ăn trái quýt. Rồi là đủ luôn, phê tê tê luôn á. Hát đi. Jay, here. Hát đi con, hát đi. Hello. Mai những chén chua cay đầy, lưu bêu như gã du ca buồn. Hát đi. Lang thang bước với nỗi đau. Oops. Whoopsie. Rớt cái tay nghe rồi kìa. You want a mic? Ừ, mau. Ba nãy ba lại ba hát như ca sĩ đó. Here. Look, JD, look. JD, look. Wow, look at yourself. Đẹp quá ta. Wow. Đẹp không? Go right to mommy. Wow, xì tai quá ta. Xì tai cute, cute for my way. Wow, you're so cute. With your little helmet, you want to go drive in your car? Hi. Say bye bye. Bye bye. What's a spin? You have very cute shoes on, Daddy. Do you want to go on a boat ride? No. No, you don't want to go on the boat? Yes, sir. Push it. No, don't pull it. Push it. Oh, you wanna go kayaking? No. Good job, but no. Where are you taking it to, honey? Ooh, orangey. Happy. Happy? You like your helmet? It's called a helmet. Hello. You know how to put it on? No, it's backwards. Here, like this.
Like this, look. See? You put it on like this. No, that's not how you wear it. You gotta wear it forward. There you go. Like this. See? Oh, yeah. Here, you gotta buckle it up. Safety first. Get your other clip. See? You got one right here, too. Hey, you gotta do it underneath. Nice. Nope, don't put it in the sand. Thôi mở ra coi, con có gì đó. What's in there? Con mở ra coi cái gì đó. Mở ra coi gì vậy? Hả? Mở ra coi gì vậy? Hả? Cái gì vậy? Mở ra coi. This is so good, baby, look. For Tinky Butt. Love Apple John. Yeah. Đó, con đọc thư đi, con đọc thư của Apple John gửi đi. Con hung lá thư cái mẹ coi coi. Coi coi gì á, rồi bây giờ nó làm cái này ra là tôi mệt với nó nữa nè. Oh wow, happy birthday to Jay. Happy birthday JD. Happy birthday to Jessica. Hoi xì yơ, happy birthday. Đây nè, con hung tờ giấy của Apple John cái coi. Trời đất ơi. Đó, bây giờ mở này ra mang thử nè. Mở ra. Baby, can you help her open this? Mở ra coi Apple John nó mua gì đây. Oh wow, cái gì á? She don't, well, that was very rude. Nó mở cái này ra, nó làm gì nè, nó nói bánh. Ở đó cái gì vậy? Có phải bánh nào mà ăn? Đeo vô cho Apple John với lại chút. Ôi trời, coi. Chút vừa y luôn. Coi quay qua coi. Đi vòng coi. Oh wow. Dữ chưa? Fancy. Khá dữ luôn. Mặt. She's already sick of school, that's why she can't appreciate the package. Nó không thèm nghĩ tới cái ấy gì hết, nó lo là nó bỏ vô nó ăn bánh nó không. Có được đời nó không? Có được không? Trời, làm bộ ăn bánh. Biết bánh này bánh giả đó nên làm bộ ăn đó. Thank you Apple John for the foam. She loves it. Coi coi, đưa cặp này coi coi, đưa cặp này coi, cặp này coi. Mai đây đựng đồ được không đó coi coi. Được không? Wow. Chạy, có gì cho mày nói đi chạy. Lấy ra, coi có gì ở mày, lấy lên, có đó xin nè. Lấy lên, coi có gì trống nữa, lấy lên. Wow. Biết giấy đó làm gì không? Để vẽ đó. Giấy là để dành để vẽ nha. Trời ơi trời. Thôi đi dục cái cặp này coi được không? Cái cặp này nó gọn gàng hơn đó, nó dài hơn nhưng mà cái hình dáng của nó vuông hơn, nó gọn hơn. Để dùng lần nữa cho Út chị là Apple John coi coi. One more time. Bali. Baby, can you bring her out here so we can see it better? Gì vậy? Mặc vô đi. Đeo vô. Đó, đúng rồi. Rồi, ra đây, bước ra đây. Đúng rồi, bước ra sàn diễn sân khấu.
Trời ơi, quá dữ luôn. Thôi chị không nổi rồi. She thinks it deserves chips. Oh my god, it's so cute. Chay bởi vậy có đi học Jay, không mà tao. Go to your car. You gotta go to school tomorrow. Có đi học go to không your car. Cực hết người này tới người kia. Đó, bây giờ cô chú con nó xếp kìa. Bây giờ nó ăn, nó làm bộ ăn. Làm bộ ăn đây. Gì vậy? Oh wow. Rồi ra nhảy đi. What a nice song. A good song for by gì đó. Family finger. Cái nào chỉ ba đi, ba bấm lên cho nhảy nha. Trời. Ra đây, ra đây, bước ra sân khấu, bước ra sân khấu. Come here, come here, come here. Trời, coi, 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 coi. Ê, ra đây. Rồi, đứng đây. Rồi, nhảy theo. Hết. Hát lẹ đi chơi. Oh, she doesn't like this song then. Change. Trời ơi, cái bà này bà hát cái hát sâu đi đến sâu mà em nghe giống như bà hát cái lương rồi trời. Đó. Rồi, bài nào? We want the bus. Rồi, giờ cái nhét nó vô được không? Thôi, không lo, thôi nhạc, tắt nhạc đi. Thích nhạc, thôi tắt nha. Rồi, con thích nhạc, thôi mày tắt nhạc. Con chê nhạc thì thôi. Thôi có được không? Nhét vô. Nhét vô đôi giày vải. Apple John để qua cái này là quá đúng luôn. Có đồ chơi chơi, rồi biết gì nữa không? Cha mẹ dọn chơi cho vui vậy đó. Cái này là dọn miết không không bao giờ hết nè. Cái này dọn giống như là chị dọn mà giống như gọi là cái gì đó. À, mò kim đáy biển vậy đó. Dọn không bao giờ hết. Cô chú thấy không? Hôm nay ở ngoài trời á 8 giờ tối thôi mà nó rất là tối đen như mực rồi đó. Thường thường ngoài giờ này ngoài còn sáng dữ lắm. Nhưng giờ chay đi ra ngoài mà quay đâu có được đâu. Nên bây giờ là sẽ là bắt đầu những chuỗi ngày ở trong nhà. Không được thấy cây cỏ, không được thấy chim bay én lượn, không được hôn cây cỏ và cũng không được đặt nụ hôn lên những cái con sư tử kia nữa rồi. Cô nhớ, cô chú còn nhớ những cái nụ hôn bất ngờ đó không? Hôn miết luôn. Có bữa hôn mà hả? À, cái răng hả? Đụng vô bị đau răng, đau găng luôn. Rồi giờ cái hành trình đi kiếm bé Na cũng tin kết thúc luôn cô chú ơi. Bé Na, bé Hùng, bé Mi, bé Xoài thì thôi cũng dẹp bỏ bên. Hết kiếm nổi này, tối đen như mực lấy gì kiếm. Đợi năm sau kiếm tiếp nha chay. Năm sau để lòi ra bé nào đi lạc kiếm tiếp. Nó mấy bé về ở nhà đi, đừng có đi lạc. Đi lạc chị cũng kiếm không nổi đâu. Nên là thôi mấy bé gán ở nhà đi rồi chừng nào. Chừng nào mà trời ở Mỹ sáng rồi thì mấy bé hay tiếp tục đi lạc để chị đi kiếm. Đó. Cái này con lấy mày lùa qua cho con. Lùa qua cho. Đó, lùa qua đây khỏi đi qua đi lại mất công ha. Cô chú thấy tay chay chay này chạy tóc xước lên, nó mới tắm xong đó, ba mới tắm xong đó. Lùa tóc lên cho thấy khuôn mặt nó sáng sủa dễ sợ rồi. Rồi bây giờ thích chơi dục xuống đất rồi đó. Đó, thấy chưa? Kiếm được một trò mới nữa. Chay mà để cho nguyên cái này với chay là chay bận cả ngày với này luôn, cứ bỏ lên bỏ xuống đi ra đi vô đi ra đi về rồi vậy đó. Chay nhìn mẹ cái coi chay không nhìn luôn, đang coi trển đó. Đó, up and down trển đó, sướng chưa mẹ? Sướng lắm. Chay chơi vậy chay vui chứ không, chứ người sướng là mẹ nè. Đó, vui không? Vui không Không vui cũng làm luôn. Nó làm giống như nó chọc tức mình chơi vậy đó. Nó biết là chơi làm vậy không vui nó vẫn làm. Thế nên nó làm cái mặt nó có cười đâu. không hề có một cái niềm vui gì trong cái việc làm này mà vẫn cứ làm. Sợ thiệt chứ.
Đó, sướng. Quá sướng luôn, hay lắm bồ ơi, vỗ tay cái coi. Chạy đi. Look at mommy please. Rồi giờ coi tivi, về chơi, về coi tivi.